Vâng, kính thưa quý thầy cô, các anh chị, hôm nay tôi xin phép được trình bày bài báo cáo viêm phổi kẽ hậu COVID nặng nên một trường hợp điều trị thành công bằng corticoid liều cao. Thì như các anh chị và thầy cô đã biết, đại dịch hậu COVID gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới cũng như Việt Nam. Và những cái bệnh nhân mà may mắn đã được chữa khỏi đó, thì có một cái nguy cơ là bị những cái tổn thương hậu COVID từ thần kinh cho tới phổi cho tới nhiều cơ quan khác. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày một cái ca lâm sàng mà bệnh nhân bị tổn thương viêm phổi kẽ mà rất là nặng. Thì đây là một cái bệnh nhân nam 56 tuổi đã được điều trị COVID tại bệnh viện hồi sức COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, với những cái tổn thương chính là tổn thương viêm phổi COVID, được đánh giá là ở mức độ rất nặng và có kèm theo những cái tổn thương liên quan đến thở máy như là viêm phổi bệnh viện do Pseudomonas, do Candida. Thì trong quá trình điều trị đó, bệnh nhân đã từng thở oxy dòng cao, đã được đặt nội khí quản, rút nội khí quản 2 lần. Và may mắn đã được cho xuất viện, duy trì oxy tại nhà 2 đến 5 lít một phút qua canula khoảng 3 tuần. Thế thì tình hình ban đầu thì có cải thiện, nhưng mà sau đó thì bệnh nhân có thể nhiều hơn, dù là chỉ gắng sức tí xí thôi và làm liệt giường. Và sau đó thì thêm có ho hạt đàm, có nặng ngực, có chóng mặt. Thành ra là bệnh nhân không thể ở nhà nữa, đã gọi cấp cứu 115 do bệnh viện Vân Bình tới đó và được chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy. Với cái tình trạng là ở vào cấp cứu đó, thì phải thở oxy đến 5 lít một phút mới đạt được cái SpO2 là 92%. Thì ngoài COVID thì bệnh nhân có tiền sử là tăng huyết áp. Thì phần khám thì ghi nhận những cái đặc điểm quan trọng là bệnh nhân có mạch nhanh, có siêu hấp giảm oxy mà cần oxy liều khá cao với SpO2 40% và phổi vẫn đầy ranh ổ hai bên. Thì về mặt hô hấp, khi máu động mạch thì đánh giá là bệnh nhân có kiềm chuyển hóa toàn hô hấp hỗn hợp, những cái chỉ số sinh hóa thì may mắn là chức năng thận, gan, tim mạch, tuyến giáp thì trong giới hạn bình thường. Về hình ảnh học thì bệnh nhân có nhiều cái tổn thương mô kẽ, hai bên trái nó có vẻ nhiều hơn phải, chủ yếu là ngoại vi. Về bi lăng nhiễm trùng thì mặc dù là bạch cầu cái tăng và nó đô thế bạch cầu gần 11.000, nhưng mà CRP rất là bình thường và cái phản ứng viêm như là dimer thì thấp dưới 500. Thế thì chúng tôi đã loại trừ bệnh lý tim mạch, đây là điện tim bình thường và siêu âm tim thì không có bệnh tim trái. Bệnh nhân chỉ có vấn đề là có tăng áp mạch phổi phần nhiều, mình nghĩ là do cái bệnh phổi kẽ mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi loại trừ bệnh lý thuyên tắc huyết khối bằng cái CT động mạch phổi có cản quang. Và cái tổn thương nhu mô thì thấy là nó lý giải được cái tình trạng siêu hấp của bệnh nhân. Thì đây là những cái tổn thương gọi như là rộng khắp hết 90% phổi, mà một ít là lưới và có kèm giãn phế quản co kéo, thành ra mình đánh giá là sơ. Nhưng mà ngoài những cái vùng sơ ra đó, thì 50% của phổi thì đầy những cái tổn thương mà kính mờ. Và chúng tôi đọc những cái tổn thương này là NSIP, tức là viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu. Thế thì để loại trừ cái nguyên nhân nhiễm trùng thì chúng tôi có làm cái nội soi phế quản, thì chỉ ghi nhận một số cái polyp ở khí quản mà thôi. Thì cái nội soi thì thấy là neutrophil khoảng 16%, là thấy cái dịch rửa phế quản này không có phù hợp với nhiễm trùng. Và chúng tôi đã loại trừ nhiễm lao, loại trừ pneumocystis jirovecii, nhưng mà chúng tôi lại tìm lại được những cái tác nhân mà bệnh nhân đã từng nhiễm trước đó, tức là Pseudomonas và Candida. Thế thì mặc dù là những cái tác nhân này hiện diện, nhưng mà với cái là bệnh cảnh lâm sàng là bệnh nhân không sốt cũng như là CRP không tăng, thì chúng tôi ít có nghĩ
Đây là cái nguyên nhân chính, nhiễm trùng là cái nguyên nhân chính của cái đợt nhập viện này, cũng như là cái tổn thương trên CT chủ yếu là mô kẽ mà thôi. Thì dẫu sao thì bệnh nhân thì ngay khi vào viện đã được điều trị bằng kháng sinh, đã bao phủ Pseudomonas, tức là dùng cefoparazole sulbactam cũng như là ciprofloxacin. Và sau này sau khi có kết quả cấy thì do là nhiễm nấm thì cái tình trạng là CRP cũng ít có tăng, thành ra là chúng tôi cũng có điều trị Candida bằng fluconazole. Đó, nhìn lại á, thì bệnh nhân có một cái vấn đề là một cái COVID rất là nặng, đã gần 3 tháng rồi mà còn khó thở tăng và nặng ngực. Hội chứng nhiễm trùng thì không rõ, không có điển hình, và cái tổn thương sau COVID thì rất là nhiều, tổn thương kẽ sơ hóa, giãn phế quản co và co, tổn thương sơ và giãn phế quản co kéo là khoảng 40% phổi và kính mờ là gần 50% phổi. Và chính vì vậy là ảnh hưởng tới giảm oxy nặng và tăng CO2, có hạn chế vận động. Thì ngoài những cái điều trị thông thường như là kháng đông, kháng sinh cho vi khuẩn cũng như là kháng nấm, thì chúng tôi nghĩ rằng trên những đối tượng này có thể phải điều trị corticosteroid. Và cái phần tổng quan y văn sẽ cho mình thấy là lý do tại sao. Thì người ta thấy là thực ra đó là có một cái nghiên cứu rất là lớn ghi nhận là cái tổn thương hậu COVID ở trên phổi có thể kéo dài tới 6 tháng và nó có thể dần dần ổn định, thậm chí một số ít bệnh nhân có thể kéo dài tới 12 tháng. Nhưng mà ở cái thời điểm 6 tháng là cái thời điểm mà có người ta đánh giá được nhiều bệnh nhân hơn, mà người ta thấy là khoảng 1 phần 3 bệnh nhân có tổn thương sơ hóa. Trong đó thì những cái yếu tố nguy cơ chính là bị COVID nặng, nhiễm AED, tổn thương AEDS và cần thở máy. Tuy nhiên là không phải bắt buộc là cứ phải COVID nặng thì mới tổn thương kéo dài. Thế thì năm 2020, đầu năm 2021 thì các tác giả Pháp đã hỏi ý kiến các chuyên gia và đưa ra 17 cái đề xuất để tiếp cận với di chứng hậu COVID. Thì do phần trình bày này không có nhiều thời gian, thành ra là các anh chị có thể xem xét tham khảo cái tài liệu này. Thế thì từ những cái kinh nghiệm thực tế, từ những cái hướng dẫn ban đầu đó, thì chúng ta có ba cái nghiên cứu rất là hay, đánh giá trên một số lượng lớn bệnh nhân, ví như nghiên cứu này ở Anh, 837 bệnh nhân, và người ta tìm được khoảng 30 bệnh nhân có chỉ định điều trị. Thì trong nghiên cứu này, cái cách chọn bệnh là tầm soát những cái bệnh nhân còn tổn thương phổi với cái hình kính mờ trên 15% ở thể tích phổi, thì tiến hành điều trị bằng methylprednisolone, tại vì cái tổn thương chủ yếu là organizing pneumonia. Một cái nghiên cứu khác ở Ấn Độ thì thấy là chỉ chọn những cái bệnh nhân thực sự có vấn đề lâm sàng, tức là có giảm oxy, lệ thuộc oxy, lúc nào cũng phải thở oxy khi nghỉ, hoặc là mở rộng hơn thì phải có tổn thương CT scan và giảm oxy trên 4% khi làm gắng sức. Thì trên 4.500 bệnh nhân thì họ kiếm được 49 bệnh nhân có chỉ định. Và như vậy thì cái bệnh nhân của chúng tôi đó, một một là cái GGO nó trên 50%, hai là cái cần oxy vĩnh viễn. Thành ra là bệnh nhân chúng tôi là thật ra là nhìn chung là có thể nói là nặng hơn cả hai nhóm bệnh nhân này. Và ở những cái quốc gia thu nhập trung bình thấp thì ở Pakistan người ta có báo cáo 30 bệnh nhân, và cái kiểu hình thường gặp thì ngoài organizing pneumonia và NSIP thì còn có là OIP, tức là viêm phổi kẽ thông thường, và cái dạng này thì có thể tiến triển tới tử vong. Đây là cái dạng mà mình phải rất là để ý, tại vì nó có thể tiến triển thêm và không có đáp ứng với corticosteroid. Như vậy thì qua cái phần tổng quan y văn đó thì chúng tôi cũng tự tin, chúng tôi cũng cho rằng là mình có một bệnh nhân rất là nặng và có thể là phải điều trị rất là tích cực. Chính vì vậy chúng tôi chọn cái corticoid liều cao hơn steroid 500 mg ngày sau khi đã
loại trừ và điều trị tốt nhiễm trùng bằng kháng sinh, bằng kháng nấm. Thì quý thầy cô anh chị thấy cái CT scan sau điều trị đáp ứng rất là ngoạn mục. Và ở đây là bệnh nhân cải thiện những cái triệu chứng cũng như là có thể tự đi lại được. Thế thì kết luận là COVID-19 có thể để lại di chứng trên nhiều cơ quan với nhiều mức độ khác nhau, đặc biệt là ở phổi. Và do là cái bệnh cũng mới, thành ra còn rất nhiều điều chưa được biết hết. Thì diễn tiến thì thật ra là giống như mình đã trình bày là thuận lợi theo thời gian và có khuynh hướng là giảm dần. Thành ra là nếu mà bệnh nhân không triệu chứng, nếu mà bệnh nhân không lệ thuộc oxy, nếu mà tổn thương nó không đầy khắp phổi thì mình có thể chờ đợi. Nhưng mà ở bệnh nhân chúng tôi đó thì nó rất là nặng nề, bao gồm là lệ thuộc oxy, bao gồm là gần như đầy khắp cả hai phổi. Thành ra là chúng tôi thay vì chọn lựa một cái điều trị corticoid liều thấp thông thường như những tác giả khác, là thử điều trị thành công bằng methylprednisolone. Và cái CT scan chụp lại rất ngắn, chỉ khoảng một tuần sau cái CT đầu đã thấy là đáp ứng rất là đáng kể. Và như vậy thì cái điều trị của COVID-19 trong cái giai đoạn sau đó, trong cái giai đoạn hậu COVID đó, là cần cá thể hóa. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe.